phút quý của ngày lễ cầu cho công lý hòa về số ngay. Chúng ta dành ít giây phút để tâm sự với Đức Mẹ, đấng cách đây 100 năm đã hiện ra tại Fatima để ủi an con cái của Mẹ, nhất là để gửi cho đến cho thế giới những thông điệp quan trọng. Mọi thông điệp ấy đều gắn liền với lịch sử của thế giới suốt thế kỷ 20 vừa qua. Chúng ta hôm nay hiện diện với Mẹ, tin vào sự truyền cầu mạnh thế của Mẹ trước tòa Chúa, nhất là tin rằng có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi. Chúng ta dâng lên cho Mẹ quê hương, đất nước, từng người dân trên mảnh đất này. Xin cho quê hương được bình an, xin cho tình yêu quê hương được bùng cháy, để mọi người dân trên mảnh đất này biết thao thức cho bản mệnh quê hương trước những nguy cơ bắt buộc, trước những đổ vỡ, trước những bất công, trước những xung đột tôn giáo đang có nguy cơ hiện hiện trong suốt thời gian vừa qua. Xin cho tất cả chúng ta biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và nhờ lòng yêu thương xót của Người, chúng ta trao phó cho Người từng lời ước nguyện của mỗi người chúng ta. Đại Mẹ, tất cả mọi sự có thánh, Mẹ đã luôn hiện diện giữa hội thánh để đến với con cái của Mẹ các nam châu bốn biển, để đồng hành với Mẹ lần đau khổ như Mẹ đã từng đồng hành với chuyện con chị ái của Mẹ. Hôm nay trước mặt bằng dân tộc Việt Nam, ta phải đối diện với những nguy cơ tiềm ẩn. Chúng con tha thiết dâng lên Mẹ quê hương đất nước chúng con, đất nước Mẹ dài đất thềm chữ S này, nơi Mẹ đã một lần, nơi Mẹ đã tiến chúng ta, nơi Mẹ đã từng san sẻ với xã hội trong nước bốn nách vào thời khốn khó đời sự. Ngày hôm nay xin tiếp tục đồng hành với chúng con. Chúng con đặt niềm tin lên cho Mẹ giáo phẩm linh trước cơn sóng dữ của tuyên truyền thông báo sẽ làm cho cuộc xung đột về lưỡi giáo đang có nguy cơ bùng nổ ở nước này. Xin Mẹ hãy ra tay nâng đỡ, xin Mẹ hãy xé tan tất cả những bóng tối mê mù còn trong tâm khảm mọi địa điểm, để mọi người biết tìm về con đường vinh sáng chân thật. Lên cho Mẹ hai nghe chuyển ra đây con. Xin cho họ được bình an trong chỗ của tôi. Xin cho họ hiểu rằng họ luôn có Chúa của Mẹ đồng hành, cũng như có xã hội đang ở gần bên để cầu nguyện nhân đức với Mẹ. Xin cho họ được chấp sự một cách bình an, nhất là cho họ sớm được tự do. Năm xưa trên tay rồi Shut up.
đang